Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là phần thời lượng của bản tin 141. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức nổi bật trong phần nhật ký 141. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ mừng công đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lãng hoa chúc mừng. Trong cuộc chiến trường kỳ của dân tộc chống lại ách đô hộ thực dân, Công an Hà Nội là lực lượng nòng cốt, đảm bảo an toàn cho các cơ quan đầu não của chính quyền, đoàn thể và nhân dân tản cư, bảo vệ vận chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản của nhà nước, chuyển ra căn cứ địa kháng chiến. Trong đó, nổi bật là phá vụ án Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân của thực dân Pháp và các thế lực phản động. Những hy sinh anh dũng của Công an thủ đô đã góp phần làm nên ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, các thế hệ chiến sĩ Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vẻ vang, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc Công an Hà Nội vì bình yên thủ đô, vì nhân dân phục vụ. Do nợ nần vì làm ăn thua lỗ, Nguyễn Văn Vinh, 38 tuổi, trú tại Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An, đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức làm giả giấy tờ, bằng cấp của nhiều cơ quan, tổ chức, các trường đại học, trung cấp để trục lợi. Hành vi phạm tội của Vinh đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Vinh khai nhận từ khoảng đầu năm 2015 đã mua các loại máy móc gồm máy in màu, máy photo, máy ép plastic và nhiều khuôn lưới để phục vụ việc làm giả giấy tờ. Ngoài ra, đối tượng còn đặt các con dấu và chữ ký giả của các cơ quan, tổ chức, trường học. Với mỗi loại bằng tốt nghiệp từ trung cấp đến tiến sĩ, Vinh thu từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, Vinh cũng thuê hai đối tượng khác làm môi giới. Số tiền nhóm của Vinh thu lời bất chính do bán bằng cấp giấy tờ giả là từ 20 đến 30 triệu đồng một tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Thanh Oai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh do hành vi trộm cắp xe máy. Vinh là người địa phương và có hộ khẩu tại thôn Quế Sơn, xã Tân Ước. Ngày 15 tháng 3, trong lúc đi bộ, do phát hiện một gia đình trong thôn có sơ hở khi để xe máy ngoài sân vẫn cắm chìa khóa nên đã nảy sinh ý định và tiến hành lấy trộm. Trong lúc nổ máy, Vinh bị phát hiện nhưng vẫn cố tình phóng xe bỏ chạy. Với sự hỗ trợ của người dân và công an địa phương, sau quãng đường gần 3 km rượt đuổi, Vinh bị bắt giữ cùng tang vật là một chiếc xe máy Way. Vào tối ngày 29 tháng 3, tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An, Ban chuyên án Công an thành phố Vinh đã phối hợp với phòng PC47, PC67 Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương bắt quả tang Lê Văn Anh, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An và Bùi Trung Tá, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật liên quan. Tiếp đó, rạng sáng ngày 30 tháng 3, tại bản Lau, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Ban chuyên án Công an thành phố Vinh đã bắt giữ đối tượng Sông Bá Rê, trú tại bản Ca Giới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đang vận chuyển 18.000 viên ma túy, 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá từ huyện Tương Dương về thành phố Vinh tiêu thụ. Hôm nay, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã vừa bắt giữ đối tượng tội phạm truy nã nguy hiểm có nhiều tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Qua nắm tình hình các biểu hiện khả nghi và xác minh một số giấy tờ, Công an huyện Bình Sơn đã làm rõ một công nhân đang thi công dự án thép Hòa Phát ở khu kinh tế Dung Quất với tên thật là Nguyễn Văn Trực, 35 tuổi, ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đang trốn truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bỏ trốn từ Cà Mau, Nguyễn Văn Trực đã sử dụng chứng minh thư nhân dân giả, thay đổi tên họ vào làm công nhân thi công tại dự án thép Hòa Phát ở Quảng Ngãi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện quá trình cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Mới đây, đội cảnh sát quản lý hành chính Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã triển khai thực hiện đính chính thông tin trên sổ hộ khẩu cho cụm dân cư số 2 trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Trước năm 2003, ông Trần Đức Tính vốn là công dân thuộc xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì. Đến đầu năm 2004, xã Vĩnh Tuy được sát nhập và đổi tên thành phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai bây giờ. Sau hơn 10 năm, do tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn nên ông Tính vẫn chưa thể đính chính được hộ khẩu của gia đình. Qua loa truyền thanh, nghe tin công an quận tổ chức đính chính địa chỉ sổ hộ khẩu tại nhà văn hóa phường, ông Tính đã có mặt từ sớm và nhanh chóng được các cán bộ hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ liên quan. Trước đây thì chúng tôi tuy nhiên là ít người cơ mà phải lên tận quận Hoàng Mai, đường đi rất xa. Thế đi như thế thì tất cả là cả quận lên làm thì chờ rất đông. Thế mà bây giờ thì là nó tạo điều kiện, tức là quận, công an quận và ủy ban nhân dân phường, công an phường các anh ấy tạo điều kiện, tức là làm tại địa bàn. Thì tôi cho rằng là đấy là một thuận lợi rất lớn cho khu dân cư chúng tôi. Chỉ trong vòng một buổi sáng,
Hơn 100 sổ hộ khẩu của các hộ dân thuộc khu dân cư số 2, phường Vĩnh Hưng đã được các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát quản lý hành chính Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Hưng tiếp nhận đính chính. Điều này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, vừa góp phần giúp lực lượng chức năng thực hiện tốt hơn công tác theo dõi và nắm bắt tình hình địa bàn cơ sở phụ trách. Ý nghĩa của công tác đính chính hộ khẩu là một làm cũng để đảm bảo cái quyền và lợi ích của người dân theo quy định pháp luật. Cái thứ hai là thực hiện tốt cái cải cách hành chính. Và cái thứ ba đối với lực lượng công an là để gần dân hơn và nêu cao cái tinh thần ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân hơn. Và qua đó thì cái tình cảm của người dân đối với lực lượng công an sẽ gắn bó hơn. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện đính chính địa chỉ sổ hộ khẩu cho công dân ngay tại các không gian sinh hoạt chung như nhà văn hóa, Công an phường Vĩnh Hưng cũng bố trí lực lượng cảnh sát khu vực đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ đính chính cho những đối tượng đặc biệt như người khuyết tật hoặc người không thể đi lại được. Với sức khỏe của tôi không đi lại được mà bây giờ các anh ấy đến đây mà giúp đỡ như thế là cảm giác của tôi là tôi rất phấn khởi. Vì là cái này là cái sự quan tâm nó thực tế, vì cái hộ khẩu nó là cái thực tế nhất cho con người ta ở gia đình. Mà bây giờ tôi không đi được mấy tháng nay tôi cũng cứ băn khoăn nhưng mà tôi cũng chưa có cái biện pháp nào đi. Nhưng bây giờ mà đến tận nhà này là tôi rất phấn khởi. Trong thời gian tới, không dừng lại ở việc thí điểm tại phường Vĩnh Hưng, Công an quận Hoàng Mai sẽ triển khai đính chính địa chỉ sổ hộ khẩu cho công dân tại tất cả các địa bàn cơ sở phụ trách. Mỗi sổ hộ khẩu được đính chính thông tin không chỉ góp phần tăng hiệu quả của chủ trương cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, mà còn tạo điều kiện cho người dân được thực hiện quyền công dân một cách tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 141. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.